Ngoài đang có hơn 100 anh em đang theo dõi rồi. Ok, chào Minh Tú nữa, chào bạn Đức Thế. Bây giờ mới nhìn thấy anh em. Gương mặt của Raheem Sterling, đúng là Raheem Sterling đã giả dặn hơn rất nhiều khi khoác áo quần bộ Manchester City. Một Messi trong tay lúc này của Pep Guardiola. Đây là đội xuất phát của Hello HT. Ôi, thủ thành Ca Sơn anh em ạ, một thủ thành có thể nói là đã lâu lắm rồi. Vâng, một đội hình full câu lạc bộ Manchester City luôn. Gabriel Jesus, Raheem Sterling và Kun Aguero là cái đỉnh ba trên hàng công với sơ đồ 4-1-2-3 của câu lạc bộ Manchester City. Rodri là tiền vệ đá thấp nhất trong sơ đồ 4-1-2-3 lúc này của huấn luyện viên Hello HT. Trong khi đó thì đội xuất phát của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha Real Madrid Henyacon, huấn luyện viên này có tên là Duy thì phải, tôi vừa thấy Duy, bạn tên là Duy. Henyacon cũng là một đội hình gần như là full các cầu thủ bên phía Real hiện tại. Vẫn là đội hình 4-1-2-3. Eden Hazard, Karim Benzema cùng với Gareth Bale là bộ ba tấn công lúc này của câu lạc bộ Real. Real Madrid lúc này thực sự đang gặp quá nhiều những vấn đề. Đó là ở trường hợp của Gareth Bale, một cầu thủ thích đánh gôn hơn là chơi bóng. Ở mùa giải năm nay thì Gareth Bale đã quyết tâm đầu tư cho một đội tuyển eSports thì phải, tôi nhớ không lầm như vậy. Anh ta đã đầu tư thêm vào eSports nữa. Tất nhiên rồi, thời điểm này thì eSports đang là bộ môn thể thao nó là phát triển ở thời đại công nghệ 4.0. Các giải đấu game thể thao eSports cũng đã được thi đấu chính thức và có một hệ thống giải đấu chuyên nghiệp đàng hoàng, chứ không còn là những giải đấu phát triển theo dạng cộng đồng nước. Chúng ta bây giờ vẫn còn những cộng đồng PES hay là cộng đồng FIFA gì đó, nhưng mà các giải đấu liên minh hay là giải đấu lớn bây giờ nó cũng đã có một hệ thống chuyên nghiệp, một giải theo kiểu dạng như là series rồi anh em ạ. Ví dụ như eSports series gì đấy, khu vực Nam Mỹ hay Bắc Mỹ hay là châu Âu. Tất nhiên tôi không phải là người chơi lên huyền thoại nên là tôi cũng chỉ nắm rõ được ở thời điểm như vậy thôi. Angelino thời điểm này đang được cho mượn bởi câu lạc bộ Leipzig. Luka Modric, Benzema, vẫn là Benzema. Pha đi bóng cực kỳ khó chịu của Benzema, tỷ số là 1-0 dành cho đội bóng Real. Một pha chào hỏi cực kỳ ấn tượng của Karim Benzema. Không cần phải phối hợp với bất kỳ ai, Benzema đã tạo nên thương hiệu của mình với một cú đá cực kỳ ngẫu hứng. 1-0 dành cho Real và Man City đang bị dẫn trước. Ok, chào Henyacon, hello mọi người. Đúng là tâm lý của huấn luyện viên đang dẫn trước có khác, đang hưng phấn đấy anh em ạ. Hello ngay. Lên trường Angelino. Xin thông báo với anh em là giải này tôi được mời làm bình luận viên anh em ạ. Ban tổ chức trả thù lao tôi khá cao anh em ạ, 4 triệu. Giải nhất có 2 triệu thôi. Angelino, chúng ta thấy được là các thủ áo trắng câu lạc bộ Real Madrid full đội hình lúc này đang thi đấu rất tốt. Raheem Sterling quả tạt hơi sâu. Toni Kroos, chúng ta vẫn còn nhớ được khoảnh khắc mà câu lạc bộ Manchester City đã vượt qua Real Madrid ngay tại Santiago Bernabeu. Đó là một trận đấu mà câu lạc bộ Man City đã chơi quá hay. Toni Kroos, lỗi là của Joao Cancelo. Man City đã có lợi thế ở trận đấu thực tế, nhưng ở thời điểm hiện tại thì đội bóng này đang phải nhận sự bất lợi đến từ việc
để cho đối thủ Real Madrid dẫn trước. Và vừa rồi là tấm thẻ vàng đầu tiên của trận đấu dành cho Cancelo. Cancelo là một bản hợp đồng cuối cùng của thị trường chuyển nhượng. Một sự trao đổi giữa Danilo với Cancelo và cộng thêm tiền. Cancelo thực sự không mạnh ở khả năng phòng ngự, nhưng điểm mạnh của anh ta đó là những tình huống lên tham gia tấn công. Và Josep Pep Guardiola thích những cầu thủ như vậy. Nhưng đến thời điểm này thì Cancelo gần như là không được sử dụng trong mùa giải năm nay. Gareth Bale rất nguy hiểm. Cái này không phải The Real Soccer bạn ạ, cái này là FIFA Live 4. Nhà phát hành là eSports em anh nhỉ. Cậu bài đang có 150 anh em đang xem rồi. Rafael Varane, Gareth Bale. Đây là thời điểm mà đại dịch Covid-19 đang phủ sóng có thể nói là toàn thế giới. Thì những giải đấu online như thế này, các vận động viên hoàn toàn có thể ở nhà và tham dự các giải đấu. Khi đăng ký tham gia chỉ mất 100.000 đồng thôi. Và đây là cơ hội dành cho Sterling. Cú đá hơi vội của Sterling. Đó hoàn toàn là một tình huống mà Raheem Sterling có thể giữ bóng lại và thực hiện một cú bẻ lòng. Một cú đặt lòng có lẽ sẽ hiệu quả hơn với cú đá mù chính diện vừa rồi của Raheem Sterling. Eden Hazard. Hazard sau khi 3 tháng ngồi chơi sơi nước thì anh ta lại tiếp tục gặp chấn thương. Gabriel Jesus. Phong độ quá tốt của Thibaut Courtois. Thời điểm này thì Eden Hazard lại tiếp tục gặp chấn thương. Và gần như là mùa giải năm nay coi như là đã kết thúc với tiền vệ người Bỉ. Lúc này thì Eden Hazard vừa trải qua một ca phẫu thuật. Rất may là kỳ Euro năm nay lại không diễn ra đúng như dự định. Và đó thực sự là một may mắn dành cho Eden Hazard. Euro sẽ được lùi lại vào năm 2021. Toni Kroos, Hazard. Một pha đi bóng đã bị bắt bài. Aguero. Vẫn chưa có cầu thủ Man City nào dâng lên. Ilkay Gundogan. Jesus. Hai cầu thủ của Man City đã không hiểu ý nhau. Như vậy đó là một quả đá phạt dành cho Man City. Tôi thấy hơi bất ngờ ở quyết định vừa rồi. 2 phút là khoảng thời gian bù giờ của hiệp 1 và huấn luyện viên Henyakon vẫn đang dẫn trước Helot HT. Jesus. Pha giật bóng rất kinh nghiệm của Jesus. Như vậy là đúng lúc này thì trọng tài đẹp dài đã nổi còi khép lại hiệp 1 của trận đấu giữa hai huấn luyện viên Thế Nhà Con và Hello HT. Có lẽ đội bóng áo vàng tiếc nuối nhất đó là pha dứt điểm của Raheem Sterling. Tôi nghĩ là như vậy. Đó hoàn toàn có thể là một tình huống thực hiện cú lòng trong chân phải thì hợp lý hơn. Úp mù ở đấy tôi nghĩ là hơi khó vì Thibaut Courtois có chiều cao tốt. Đây là hiệp 2 của trận đấu ngày hôm nay. Buổi chiều ngày mai thì sẽ diễn ra các trận đấu ở vòng bảng A, B, C và D. Ngày mai thì sẽ diễn ra các trận đấu ở vòng loại trực tiếp. Và buổi tối ngày Chủ nhật sẽ là các trận đấu ở chung kết. Có lẽ là anh em nên bỏ qua cái giá trị 2 triệu tiền thưởng đi anh em ạ. Mình nghĩ rằng là nó hơi làm anh em cóng tay rồi, nhất là đội bóng vàng. Đường truyền dành cho De Bruyne. Aguero đang di chuyển. Laporte. Aguero.
Aguero trước đây trưởng thành từ đào tạo của câu lạc bộ Independiente, của đội bóng của Argentina. Sau đó anh cập bến câu lạc bộ Atletico Madrid. Ilkay Gundogan. Vẫn là những pha phối hợp trùng lộ của cầu thủ Man City. Vừa rồi là pha lấy bóng của Luka. Gareth Bale. Một không không phải là một cách biệt lớn lúc này ở bộ môn eSports. Chúng ta vẫn còn nhớ trận đấu thứ hai, Lukaku trong buổi chiều ngày mai đã có một cú hat-trick. Lukaku còn ghi được hat-trick anh em ạ, khủng như thế nào rồi. Đừng truyền hỏng. Gareth Bale sẽ hợp lý hơn là một tình huống dọc biên. Gareth Bale pha đi bóng vào phía trong của Gareth Bale. Cú trả bóng ngược trở lại không thật sự hợp lý. Gundogan. Ok, tí bình luận sau làm tô phở. Chào bạn Đức Đào nhé. Ok, chào anh em, chào anh Lê Tuấn nữa. Anh tham gia rồi. Ok, chào bạn làm lại từ đầu nữa. Benzema. Toni Kroos. Pha đi bóng không hiệu quả của Eden Hazard. Aguero. Đường truyền dành cho Jesus. Lúc này thì mới có sự hỗ trợ đến từ những người đồng đội của đội bóng áo vàng. Raheem Sterling thực hiện. Cú đá đã bị bắt vài. Courtois mùa giải năm nay đã thể hiện một vòng độ hoàn toàn khác so với những gì trước đó mà Thibaut Courtois đã thể hiện. Các bạn đã công 911 này thế nào đây ạ? Phút thứ 77 của trận đấu và tỷ số vẫn đang là 1-0. Gabriel Jesus lẽ là người được rút ra và người vào sân là Riyad Mahrez thì phải. Đúng là như vậy, Riyad Mahrez vào sân. Nhà đương kim vô địch châu Phi ở năm 2019 đã được tung vào sân rồi. Ở mùa hè vừa qua thì Riyad Mahrez cùng với đội tuyển Algeria đã lên ngôi vô địch ở cúp châu Phi. Có thể nói rằng mùa hè vừa qua là một mùa hè có rất nhiều những giải đấu ở các châu lục đã diễn ra. Trong đó có cả giải bóng đá Nam Mỹ, giải Copa, giải Bắc Mỹ, đó là giải Gold Cup, giải châu Phi, giải AFCON thì phải. Marcelo. Ở khu vực Nam Mỹ thì đội tuyển Brazil là đội bóng đã vô địch. Trong khi đó thì ở khu vực Bắc Mỹ, đội tuyển Mexico đã vượt qua đội tuyển Mỹ với trận đấu chung kết bằng bàn thắng của Jonathan Dos Santos. Iker Gundogan cơ hội để gỡ hòa. Vẫn còn. Dứt điểm. Vẫn không vào. Quá đen dành cho Man City. Rodri. Gundogan. Có vẻ như là các thủ Man City ngày hôm nay bước chân trái ra khỏi cửa thì phải. Sterling. Tối nay anh chưa biết em ạ. Tối nay nếu mà giải này mà nó kết thúc sớm thì anh sẽ bình luận cho các bạn. Nhưng mà giải này sợ nó kết thúc muộn, chưa chắc là có bình luận hay không. Thế nên là như vậy là chiến thắng cuối cùng đã thuộc về Real Madrid với một cơ hội, chỉ một cơ hội thôi, chỉ một cơ hội duy nhất ở trong trận đấu.